Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, đại dịch COVID-19 tác động tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Song dưới sự điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh trong thực hiện mục tiêu kép, vừa tập trung chống dịch, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vừa quan tâm chăm lo phát triển kinh tế xã hội, đã có 16 trên 21 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết. Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tựu kinh tế xã hội năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết xin được cảm ơn đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham gia cuộc phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa đồng chí, năm 2021 trong bối cảnh thực hiện mục tiêu kép phát triển kinh tế và phòng chống dịch bệnh, vậy thì xin đồng chí cho biết Ủy ban nhân dân tỉnh đã đổi mới trong công tác chỉ đạo như thế nào để nhằm đạt các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra và những cái kết quả nổi bật là gì ạ? Đó là năm 2021 là một cái năm là chúng ta đầy khó khăn và thách thức. Vừa cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời là chúng ta phải vừa phòng chống dịch đại dịch COVID-19. Thế thì với cái tình hình như vậy thì chúng tôi có ban tỉnh có một cái kế hoạch để triển khai, có những giải pháp để thực hiện hai cái mục tiêu kép như vậy. Trước khi thực hiện nghị quyết 128 của chính phủ, chúng ta kiểm soát dịch rất là tốt. Với kết quả như thế thì có thể kể ra một số cái kết quả nổi bật như sau. Thứ nhất là cái tăng trưởng kinh tế là chúng ta, nếu mà không tính đến nhà máy thủy điện đấy, thì chúng ta vẫn tăng trưởng là 5,5%. Rồi thu ngân sách là chúng ta vượt là 36%. Và kim ngạch xuất khẩu là chúng ta đạt một cái tỷ lệ là 1,2 tỷ USD. Nông thôn mới thì chúng ta cũng đạt thêm 9 xã nữa, nâng cái tỷ lệ nông thôn mới của chúng ta đạt cao hơn. Do đói giảm nghèo là chúng ta giảm được 27%. Và công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh quốc phòng cũng được đảm bảo. Xin đồng chí cho biết, quyết tâm chính trị của tỉnh trong định hướng phát triển kinh tế xã hội thời gian tới để nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh, xanh hơn nữa theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Chúng ta làm tỉnh miền núi là giáp vùng thủ đô Hà Nội. Quy hoạch phát triển tỉnh Hòa Bình thì nói chung là chúng ta sẽ phát triển cả ngành công nghiệp rồi là cả lĩnh vực bảo vệ môi trường, cung cấp nước sạch cho thủ đô. Và trong nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 17 chúng ta có cái mục tiêu là tăng trưởng là xanh và xanh hơn nữa. Thì cái đó thì là một cái mục tiêu rất là xuyên suốt của tỉnh Hòa Bình chúng ta. Vừa phát triển kinh tế đồng thời là phải cái giữ gìn cái môi trường sinh thái cho tỉnh và cũng là một cái nơi mà có thể là nơi nghỉ dưỡng. Thế cho nên là chúng ta muốn tăng trưởng xanh thì rõ ràng là ngoài những cái cơ sở sản xuất chúng ta đang có thì chúng ta phải tiếp tục kêu gọi đầu tư và cho phát triển những cái ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ cao, rồi là hạn chế những cái việc mà gây ô nhiễm môi trường. Thưa đồng chí, năm 2022, tỉnh Hòa Bình đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9%. Vậy thì tỉnh Hòa Bình sẽ tập trung triển khai những cái nhóm giải pháp và trọng tâm nào để nhằm phấn đấu đạt kết quả ở mức cao nhất ạ, thưa đồng chí? Muốn đạt được cái mục tiêu đó thì chúng ta phải có cái đầu tư. Bởi vì chúng ta đang ở dựa trên mô hình tăng trưởng theo chiều rộng, tức là vốn đầu tư và nguồn nhân lực. Có cái đó thì được giải ngân và chi vào thực tế thì chúng ta có cái tăng trưởng như vậy. Thế cho nên là các cái giải pháp với quyết tâm chính trị như thế thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái đột phá chiến lược về hạ tầng, về nguồn nhân lực, rồi là các cái lĩnh vực thu hút đầu tư đảm bảo. Và chúng ta đã thu hút được rất nhiều cái dự án đầu tư lớn vào tỉnh, và đặc biệt là tỉnh đang xây dựng cái quy hoạch tỉnh Hòa Bình, cũng như là các quy hoạch biên giới là quy hoạch sử dụng đất cũng đã được triển khai phê duyệt, và ngoài ra các quy hoạch vùng, các quy hoạch xây dựng, đó là những cái công cụ pháp lý để chúng ta làm cơ sở cho cái việc tăng trưởng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh muốn gửi tới Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thông điệp gì nhân dịp năm mới Nhâm Dần đang cận kề ạ? Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi toàn thể nhân dân, đồng bào chiến sĩ, rồi lực lượng vũ trang và những các cái chủ thể tham gia vào phát triển kinh tế xã hội như trong nước, ngoài nước, là có một cùng với cả hệ thống chính trị chúng ta như vậy phải có một cái quyết tâm chính trị rất cao
và chúng ta phải vừa phát triển mục tiêu kép, đó là phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống Covid nữa. Năm vừa rồi tôi thấy là nhân dân chúng ta đó là cũng đã hỗ trợ cho cái việc phòng chống Covid rất là nhiều, cho nên là chúng ta mới đạt được cái thành quả như vậy. Chúng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất, chân tình nhất đối toàn thể nhân dân đã ủng hộ cho cái công cuộc như thế. Chúng tôi kêu gọi một lần nữa là chúng ta phải cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn để chúng ta là vừa cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời là vừa phòng chống Covid trên địa bàn tỉnh chúng ta, và chúng ta hướng tới các mục tiêu đã đề ra trong cái chương trình của năm 2022. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham gia cuộc phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình ngày hôm nay.